Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng khui hộp chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, đó chính là chiếc Tobin E70. Đây là một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit thế hệ mới nhất của thương hiệu Tobin. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng mở hộp với Tiến Dũng và sau đó chúng ta sẽ test âm thanh của thiết bị đầu giải mã DC cao cấp này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn là chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit thế hệ mới nhất của thương hiệu Tobin. Thương hiệu Tobin vừa trình làng sản phẩm này tại Mỹ cách đây chỉ vài tuần thôi thì ngay lập tức thì hàng đã có mặt tại Tiến Dũng do các bạn hàng của Tiến Dũng ship trực tiếp về đây. Với thương hiệu Tobin thì quý vị và các bạn đều biết là với thương hiệu này có rất nhiều các sản phẩm âm thanh số cao cấp. Chúng ta có thể kể đến những dòng tai nghe chuẩn Hi-Res Audio, những chiếc máy nghe nhạc cầm tay chuẩn Hi-Res Audio nhạc chất lượng cao và đặc biệt là những thiết bị đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit. Chúng ta sẽ cùng khui vỏ hộp của thùng hàng này. Bên đây là tem thông số model E70 Silver bản EU, tức là bản châu Âu. Phía bên ngoài là một lớp ni lông Galanti với phần vỏ hộp đen nhám rất đẹp. Quý vị và các bạn hình dung phần vỏ hộp bằng giấy này giống như là bằng da. Sản phẩm này hàng chính hãng Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, gió chuẩn CE và FE, điện autovolt 100V cho đến 230V. Đây là chiếc đầu giải mã DC của chúng ta. Phía trong này có một catalog hướng dẫn lắp đặt và một sách hướng dẫn bảo hành. Trong đây còn hai hộp linh phụ kiện nữa. Hộp linh kiện phụ kiện nhỏ thứ nhất đó là một hộp rất nhỏ xinh ở đây. Trong đây là một remote điều khiển từ xa. Đây là remote điều khiển từ xa. Trong đây có các chức năng như là tắt mở nguồn, các nút chọn ngõ vào, ngắt tiếng và volume lớn nhỏ. Đây là một cáp USB chuyển đổi từ USB sang USB-A. Cáp này để kết nối với máy tính nếu như chúng ta muốn nghe nhạc từ máy tính hoặc kết nối với cáp OTG để kết nối giao tiếp với điện thoại di động. Ở đây có một anten dâu. Anten dâu này để thu sóng Bluetooth 5.0. Một hộp linh phụ kiện thứ hai mà hãng kèm theo ở trong máy này. Trong đây là một sợi dây nguồn. Đó là tất cả những gì về linh phụ kiện của máy. Và trước mặt quý vị và các bạn là chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao. Chúng ta gọi là đầu DAC. Đầu DAC của thương hiệu Tobin model E70 với thiết kế toàn thân phay nhôm màu silver, màu nhôm rất đẹp. Chiếc này có kích thước chiều ngang là 20cm, chiều sâu là 13.8cm và chiều cao của máy là 44cm. Phía mặt trước là một màn hình LCD, phím tắt mở nguồn cũng như là phím chọn ngõ vào select. Phím bên đây là phím đa nhiệm, volume lớn nhỏ cũng như là các chức năng mở rộng. Phía mặt sau của máy sẽ bao gồm các cổng kết nối như là cổng tiếp nhận nguồn điện AC 100V cho đến 240V. Hãng Tobin sản xuất sản phẩm này cho toàn thế giới. Điện autovolt chúng ta có thể kết nối vào bất cứ nguồn điện nào. Ở đây có một gen vạn ốc bằng đồng để chúng ta có thể kết nối cái ốc của trạm thu sóng Bluetooth 5.0 96 kb ở đây. Phía bên đây là các cổng tiếp nhận tín hiệu ngõ vào dạng số, các cổng như là cổng USB giao tiếp với máy tính hoặc giao tiếp với điện thoại, cổng Coaxial để kết nối với các thiết bị như là đầu CD cáp đồng trục, cổng optical để kết nối với TV Ethernet, xuất ra hai dạng tín hiệu dạng analog. Dạng thứ nhất là dạng jack RCA. Chúng ta có kênh left và kênh right theo hai màu trắng và đỏ. Phía bên đây là hai cáp XLR, tức là cáp ba lăng, xuất tín hiệu ra ở jack ba lăng.
Chúng ta có thể thiết kết nối sản phẩm này đến hai dàn âm thanh cùng lúc. Ví dụ như anh em có một dàn nghe nhạc, một dàn hát karaoke thì hoàn toàn có thể kết nối được cùng một lúc đồng thời. Phía dưới này là thông số của máy. Sản phẩm này model của nó là Tobin E70. Máy đạt các tiêu chuẩn rất cao như là CE là tiêu chuẩn của châu Âu, FE là tiêu chuẩn của Mỹ. Đây là hàng chính hãng sản xuất cho thị trường châu Âu, thị trường Mỹ. Với các tiêu chuẩn rất khắt khe của Mỹ và châu Âu thì quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng của sản phẩm này. Với Tobin E70, hãng sử dụng chip giải mã thế hệ mới nhất, đó là ES9068 Pro của thương hiệu ESS cao cấp. Chiếc này giải mã DC lên đến DSD52, PCM768kHz, giải mã 32 bit. Máy này chúng ta có thể sử dụng để kết nối với dàn âm thanh nghe nhạc và dàn âm thanh hát karaoke, sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, đặc biệt nghe nhạc chất lượng cao, tiếng của nó rất tốt. Bây giờ Tiến Dung sẽ kết nối thiết bị này vào dàn âm thanh và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm thanh của Tobin E70. Luôn tới đây thì Tiến Dung sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối sản phẩm này rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối nguồn điện vào cổng điện là AC ở đây. 100V hoặc 220V đều được. Và để nghe được âm thanh từ TV thì chúng ta sẽ kết nối cổng optical từ TV Ethernet vào đây. Chúng ta kết nối vào ngõ optical ở đây. Như vậy là việc kết nối nguồn điện và kết nối với cổng optical của TV đã hoàn tất. Rất đơn giản phải không nào? Nếu như quý vị và các bạn muốn kết nối với điện thoại hoặc kết nối với máy tính thì chúng ta sẽ lấy các USB này ra kết nối vào cổng USB ở đây. Nếu anh em nào muốn kết nối với đầu CD thì chúng ta sẽ kết nối cáp đồng trục vào ngõ coaxial ở đây. Cáp này chúng ta sẽ kết nối thẳng vào máy tính nếu như anh em muốn nghe nhạc chất lượng cao 32 bit từ máy tính. Và dĩ nhiên giờ chúng ta sẽ kết nối thiết bị này đến dàn âm thanh, dàn nghe nhạc hay dàn hát karaoke thì thiết bị này đều có thể sử dụng được. Ở đây tôi đang sử dụng cáp ba lăng. Với những dàn âm thanh chỉ có một dàn thôi, anh em sẽ sử dụng ưu tiên là jack ba lăng. Còn đối với anh em có hai dàn âm thanh, ví dụ như một dàn nghe nhạc và một dàn hát karaoke thì chúng ta sẽ sử dụng cả hai cáp ba lăng và cáp RCA. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất, chúng ta chỉ cần khởi động máy lên là có thể thưởng thức được. Phía mặt sau này là một công tắc main power, khởi động máy lên ở đây. Quý vị và các bạn đang thấy phần đồng hồ LCD, màn hình LCD của máy báo sáng. Giao diện rất đẹp, các số được hãng làm theo kiểu classic, rất đẹp. Nút bên đây chính là nút send, tức là select chọn ngõ vào. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh từ một chiếc TV Ethernet thông qua chiếc đầu giải mã DC Tobin E70. Nếu muốn kết nối với máy tính thì chúng ta chỉ cần kết nối cáp này đến máy tính mà không cần cài thêm bất cứ phần mềm hay ứng dụng gì hết là có thể sử dụng với máy tính luôn. Trong trường hợp quý vị và các bạn muốn kết nối với điện thoại di động thì chúng ta sẽ cần trang bị mua thêm một cáp OTG. Cáp OTG này giúp cho đầu giải mã DC hiểu rằng cái điện thoại chính là cái máy tính. Chúng ta sẽ kết nối vào ngay cổng sạc của điện thoại. Rất nhiều các anh em lầm lẫn ở chỗ này, chúng ta kết nối đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao thông qua cáp OTG là kết nối vào trạm sạc chứ không phải kết nối vào cổng 3.5 typo. Anh em lưu ý điều này. Chúng ta sẽ chuyển máy sang vị trí USB và thưởng thức thử một đoạn âm thanh của điện thoại.
vị và các bạn đang nghe được nhạc chất lượng cao từ một chiếc điện thoại thông qua ứng dụng Zing MP3. Còn gần em một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người tháp cánh chim về vui vẫn. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của Tobin E70 mà quý vị và các bạn vừa cùng Tiến Dũng trải nghiệm mà khui hộp cũng như là test âm thanh. Và thông qua video này thì Tiến Dũng cũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn về sản phẩm này, Tobin E70 thế hệ mới nhất, giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao, chuẩn HiRes Audio. Thiết bị này có thể kết nối với TV, kết nối với điện thoại, kết nối với máy tính, kết nối với đầu đĩa CD. Nó sẽ thay thế hoàn toàn cho tất cả các thiết bị nguồn phát như là đầu đĩa hay là đầu băng. Với sản phẩm này, hàng mới nguyên hộp, nguyên siêu, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng thì Dũng đang phục vụ với mức giá rất ưu đãi. Mức giá chính hãng hiện nay là trên 9 triệu đồng và shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn đang có chương trình khuyến mại ưu đãi phục vụ sản phẩm này với mức giá chỉ 8 triệu 900 ngàn. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng nguyên siêu, nguyên hộp, mới 100%, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Các lỗi như là do lỗi nhà sản xuất thì quý vị và các bạn sẽ được đổi mới hoàn toàn. Trong chương trình này thì Dũng cũng dành ra một phần quà rất đặc biệt cho sản phẩm này. Đó là tặng kèm theo một dây optical, tức là dây quang để kết nối từ TV Ethernet vào thiết bị này. Tặng theo một dây cáp ba lăng chuyển đổi ra RCA để kết nối thiết bị này đến dàn âm thanh của quý vị và các bạn. Hai món quà này trị giá 650 ngàn. Với thủ tục mua sản phẩm này vô cùng đơn giản, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên góc phải màn hình. Quý vị và các bạn có thể chuyển khoản trước đủ tiền một lượt, Tiến Dũng sẽ miễn luôn phí vận chuyển. Phương án thứ hai, chúng ta đặt cọc trước 1 triệu, nhận hàng, kiểm hàng xong thanh toán nốt số tiền còn lại cho Tiến Dũng. Với các hình thức đặt cọc thì quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của sản phẩm này đi các tỉnh khoảng cỡ trên dưới 100 ngàn tùy theo xa gần. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng nguyên siêu, nguyên hộp, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị và các bạn có thể xem thêm trên trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để dưới phần mô tả. Quý vị kích vào sẽ xem toàn bộ những sản phẩm, những thiết bị audio tuyển chọn tại shop audio. Hoặc quý vị và các bạn cũng có thể xem thêm danh sách phát phía bên tay trái màn hình. Rất nhiều các sản phẩm audio chính hãng do shop Tiến Dũng Audio phục vụ. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.